Sống sát đường dây này đã hơn 30 năm. Lâu dần thành quen, anh Hải đã dần thích nghi, thậm chí là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đã nhiều lần, anh được phổ biến về kế hoạch di rời để bảo vệ hành lang, để phát triển mạng lưới đường sắt. Nhưng rồi, nó cũng bị lãng quên. Nói chung nó bình thường thôi mà, vì nó quen rồi, từ bé ở thì nó quen. Cái đấy là do nhà nước thì mình phải chấp nhận thôi, chả có gì cả. Nhưng mà mình có ủng hộ không? Tất nhiên không ủng hộ, không được, bắt buộc phải ủng hộ. Tất nhiên là chả ai muốn là đi cả, nhưng mà nếu không thì mình phải ủng hộ. Vận tải đường sắt có ưu điểm là giá rẻ, tiêu hao năng lượng và vật tư thấp, mức độ an toàn lại cao. Tuy nhiên, ở nước ta, tuyến đường sắt Bắc Nam do không được đầu tư đúng mức nên không thể phát huy hiệu quả. Mãi đến gần đây, các cơ quan chức năng mới quan tâm đến vấn đề phát triển đường sắt để lập lại cân bằng trong vận tải, chia lửa cho đường bộ đang quá tải. Chính phủ, Bộ Giao thông và Tổng ty cũng xác định là cái việc phát triển đường sắt để giảm tải cho đường bộ là một cái nhu cầu tất yếu và đã cấp thiết. Để phát triển vận tải đường sắt trục Bắc Nam có rất nhiều phương án được đưa ra, nhưng do khó khăn về vốn, về cơ sở hạ tầng, ngành giao thông chủ trương phát triển đường sắt theo từng bước và có lộ trình. Đầu tiên là nâng cấp tuyến đường sắt khổ 1m hiện có và tiến tới làm đường sắt đồi khổ 1.435mm. Sau đó, mục tiêu dài hạn mà ngành này đặt ra là xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt cao tốc. Duy trì cái năng lực đường sắt của cái tuyến hiện hữu để làm gì? Để tạo ra được một cái nhu cầu, một cái nguồn cung về vận tải đường sắt cho trước mắt. Chúng ta không thể bỏ đi được vì chúng ta chưa có cái mới để thay thế. Như tôi vừa nói là về lâu dài, khoảng độ 3 thập kỷ hoặc 4 thập kỷ nữa chúng ta hướng tới đường sắt tốc độ cao hoặc đường sắt cao tốc. Thế thì cái việc xây dựng cái đường sắt 1435 đường đôi ấy, thì nó đang ở giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên thì theo cái thông lệ quốc tế và những cái tiêu chuẩn của đường sắt 1435 thì tốc độ nó có tốc độ bình thường của đường sắt đó thì cũng đạt khoảng 160 đến 190 km/h. Mới đây, tiến sĩ Trần Đình Bá đã thách đố thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải $50 triệu cho việc chạy tàu tốc độ 120 km/h. Theo ông Bá, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông dựa trên cơ sở khoa học có thể khẳng định vận tốc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng để xây dựng được một tuyến đường sắt hiện đại, an toàn và tốc độ cao không thể vội vàng, mà cần có những bước đi vững chắc, nghiên cứu cụ thể, đặc biệt là phải có sự đồng lòng của nhà nước và người dân.